Đại bò Tự Chiến kính chào quý khách. Sáng hôm nay lúc 9 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2022, bò trực tiếp về trại em gồm có bò kem, bò chuẩn bị xuống trại. Nguyên cái lô bò lở rất đẹp luôn, giá rất là mềm anh chị. Mà anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo, xem xét chuộng bò, em có xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Bò chuẩn bị xuống trại, nguyên cái lô bò lở rất đẹp luôn. Nguyên cái lô bên đây chỉ có giá là 15 triệu 700 ngàn con, có 15 triệu 7 à. Bò rất đẹp luôn, 15 triệu 700 ngàn. 4 con này, bò này chỉ có giá là 15 triệu 700 ngàn. Bên này mà bê. Có rồi, đẩy nguyên hàng đấy con, còn cái nguyên hàng luôn, còn cái khác rồi, bò cối không, bò xương rất là to luôn, giá rất là mềm, nguyên cái lô bò lở bên đây nè, mấy hôm nay nguyên cái lô bò lở đây là 6 con bò lở, 6 bò lở này là khí hơi của bò là con đứng bìa trong là 350 kg hơi, còn nguyên cái lô chuẩn bị trên xe xuống là không có con nào dưới là 250, 250 kg mạnh mạnh luôn đó, 250 kg hơi đấu lên. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân tỉnh Bến Tre, gần nhà thờ Dòng Dầu. Ở đây là chợ Ban Tra, giáp ranh với Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh. Tối mấy bò này là hai con này là tầm phải 235 kg ăn lên. Còn con bự mới xuống là con bò đó 250 kg ăn lên. Đó, còn con này là 250 ăn lên, quá lớn rồi. Xuống. Bò này 250 kg à. Đó. Nó ký hơi là anh chị biết con bò bà lớn ha. Còn cái lô đây là 200 tới khoảng 215 à. Phía đây là khoảng 200 215 ký hơi à. Còn con phía đây là 230 lên 230 235 250. Con lớn này thì 350. Mấy con này trên xe cối không? Mình đang gọi, mình đang quay, có điện, số điện là điện gọi tới rồi, không biết có ai đang trước. Hay Thank you.